Shooter dance là một điệu nhảy phổ biến, sử dụng phần lớn các động tác ở chân, cùng với tiết tấu âm nhạc vui tươi, đem lại sự thoải mái, tự do cho người học. Chính vì thế, shooter dance đã tạo ra sức hút mới, nhanh chóng lôi cuốn nhiều người tham gia. Bạn bận rộn, không có nhiều thời gian tập luyện, hay không thể tham gia các lớp học nhảy shooter dance trực tiếp tại các trung tâm? Khóa học nhảy shooter dance từ cơ bản đến nâng cao này tại jindica.vn là sự lựa chọn thông minh nhất dành cho bạn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Đến với khóa học nhảy hiện đại shooter dance này, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể các bước nhảy từ cơ bản đến nâng cao của bộ môn shooter dance. Đặc biệt hơn, người giúp bạn trải nghiệm bộ môn này chính là dancer Cao Huy Phương, giáo viên hàng đầu tại trung tâm học nhảy hiện đại Swiss Art, trưởng nhóm Clowing Work Crew. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn không những cải thiện được sức khỏe, duy trì vóc dáng đẹp và một cơ thể cân đối, mà còn tự tin thể hiện mình trước đám đông, trong các cuộc thi, bữa tiệc. Hãy đăng ký khóa học nhảy này tại jindica.vn để trở nên lôi cuốn với những điệu nhảy shooter dance.